thứ làm cho răng sâu đó chính là thức ăn và vi khuẩn. Sau khi ăn xong thì những cái mảnh vụn thức ăn ở trong miệng không được dọn dẹp sạch sẽ hết sẽ bị vi khuẩn sử dụng và hình thành nên những cái mảng bám. Vi khuẩn trú ngụ trong những cái mảng bám sẽ phát triển chuyển hóa thức ăn và sinh ra axit. Axit sẽ dần làm mất chất khoáng ở trong men răng, xóa mòn men răng và hình thành lên những cái lỗ nhỏ li ti ở trên bề mặt răng. Axit và vi khuẩn nó sẽ theo những cái lỗ nhỏ này tiếp tục bào mòn men răng và đi sâu vào những cái lớp tiếp theo của răng. Dần dần nó sẽ hình thành lên một cái lỗ to như cái dít đen ở trên răng như thế này. Nhớ lại hồi bé quý vị sâu răng vì quá lười đánh răng, chỉ khi nào mà thay cái răng hàm vì răng sâu quá nặng thì mới biết sợ và đánh răng thường xuyên. Thế nên là nhà nào có các bạn trẻ nhỏ thì hãy nên tập cho bé cái thói quen vệ sinh răng miệng cho trẻ đúng cách ngay từ sớm nhé. Tuy nhiên thì kem đánh răng cho người lớn thì nó không phù hợp với trẻ nhỏ. Khi mà trẻ mới tập đánh răng thì thường bị nút kem đánh răng. Thế nên các bà mẹ hãy tham khảo kem đánh răng keo ong của Sivri, chiết xuất từ cây mai hắc biển, cây su thơm, bengenia và các loại tinh dầu tự nhiên giúp cho răng và lợi chắc khỏe hơn và dùng được cho trẻ nhỏ từ 3 tuổi trở lên nhé. Và an toàn cho trẻ nhỏ khi vô tình nút phải kem đánh răng. Ngoài tác dụng làm sạch răng miệng còn giúp làm giảm các triệu chứng nhiệt miệng, viêm lợi hay là đau núm do mọc răng. Các bà mẹ có thể sử dụng cùng với con để làm mẫu cho các con nha. Vâng, nếu như mà các bạn thấy rằng cái video này hay thì hãy bấm theo dõi kênh của dược sĩ Nguyễn Thúy để nhận được những cái video sớm nhất từ tôi. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn nhé.